chào mừng các bạn đã đến với cơ khí tự động Full Nat. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn thiết bị thanh chắn barrier tự động. Barrier tự động là thiết bị thanh chắn hoạt động bằng điện để phân làn và điều tiết giao thông vô cùng tiện lợi và tối ưu nhất hiện nay. Vì thế rất nhiều công ty, kho bãi, nhà máy, khu dân cư cao cấp, tòa nhà, bến cảng, bến xe, trạm thu phí đã lựa chọn để lắp đặt và sử dụng. Barrier hoạt động bởi dòng điện, thời gian đóng mở nhanh. Tùy dòng barrier mà có thể đóng mở hơn 5 triệu lần, vận hành êm ái, không gây tiếng ồn. Khi ta đi qua các trạm thu phí hay vào siêu thị, thường chúng ta sẽ bắt gặp thanh chắn barrier tự động. Chúng giúp cho đơn vị kiểm soát được lưu lượng xe, tránh ùn tắc, hoặc có trường hợp kẻ gian vào siêu thị đánh cắp xe. Sản phẩm có thể tích hợp bình lưu điện, dễ dàng chuyển sang chế độ vận hành bằng tay. Vì vậy, khi bị cúp điện, làn giao thông vẫn có thể được điều tiết. Hãy kết nối với chúng tôi theo số điện thoại 0788 672 673 hoặc truy cập vào website funat.vn để được tư vấn chi tiết kỹ hơn về sản phẩm. Xin cảm ơn.